Nhóm Thương Nữ Miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì bốn chị em đang có mặt tại bếp ăn tình thương của Nhóm Thương Nữ Miền Tây, thì đang cùng với mấy dì chuẩn bị cái ngày cuối năm. Thì hôm nay là cũng xin thưa với các cô chú, anh chị và các bạn là bếp ăn tình thương sẽ xin được nghỉ Tết để cho thứ năm với lại các cô các dì về chung vui Tết sum họp với gia đình. Thì thông thường những ngày Tết đến thì bà con đến đây thì cũng nhận cơm rất là ít, cũng phải chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa cho năm mới Tết đến. Thì cũng xin thưa với các cô chú anh chị là sẽ được nghỉ Tết. Con cũng xin thông báo với các cô chú anh chị là cái lịch nghỉ Tết của cái bếp ăn tình thương thì sẽ nghỉ từ ngày 25 tháng 12 2021 đến mùng 6 tháng Giêng thì sẽ bếp ăn tình thương sẽ làm việc trở lại. Còn nếu mà tính ngày dương lịch thì sẽ bắt đầu từ ngày là 27 tháng 1 năm 2022 đến ngày là 6 tháng 2 2022. Dạ. Thì hôm nay thì gia đình con cũng chuẩn bị cái những món ăn rất là ngon luôn nha. Không biết là hôm nay là thứ năm cho bà con ăn gì hết không? Để thì mình xào. Còn mẹ nấu canh với cái cà đỏ với cải với tàu hũ mình luộc xong mình trắng ra để vô nấu canh. Dạ. Hôm nay còn tàu hũ này mình ngào với sạch tí xíu. Vàng lắm. Cái món này là em thích em thấy là bà con đến ăn cái món này nhiều, món này là xào xíu xíu hoặc là cái bóng cá nó lúc nào là cũng đắt hết trơn luôn, hoặc là cái thì là xào. Còn những cái món khác thì nếu như nó khổ qua thì các bé nó sẽ bé ăn hơn, ít có làm hơn. Hôm nay canh hẹ nó tàu hũ hả chị? Nấu với tàu hũ trắng mình luộc xong cho nó dẻ lại rồi nấu canh này chín mình thả nó vô. Rồi cũng gần Tết đến là bà con cũng lợi nhận đông không chị? Cái này lần Tết người ta lợi cũng ít hơn hồi bữa. Bên tay cũng chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa. Bên tay cũng chuẩn bị đó. Bữa nay nấu 50 phần à. Thì mình bắt đầu mình khai trương lại là mùng 6 đó chị ha. Mùng 6 mình khai trương rồi. Để em ghi tấm bảng ở phía trước á, là mình nghỉ từ ngày nào á để cho bà con họ biết á. Ghi cho bà biết. Yeah.
Dạ, cô chú anh chị và các bạn ơi, thông cảm cho mấy chị em nha. Tại vì buổi sáng thì lúc mà quay bếp ăn thì mấy chị em cũng rất là bận rộn, phải đi trao quà Tết cho bà con nghèo. Thì cũng cận Tết rồi, cho nên là cũng khá là có nhiều công việc. Thì mong các cô chú anh chị và các bạn thông cảm nha. Thì cũng sắp tới Tết rồi, cho nên là mấy chị em cũng cho cái bếp ăn tình thương của nhóm thanh niên miền Tây được nghỉ Tết. Thì cũng xin thông qua cái tổng kết chi thu của bếp ăn. Dạ. Dạ. Thì tuần này thì mấy chị em có làm việc trong 3 ngày thôi, cho nên là chi thu trong 3 ngày. Thì phần tổng kết thu chi bếp ăn của tuần tư từ ngày 24 tháng 1 2022 đến ngày 26 tháng 1 2022, số dư của tuần 3 là 4.387.000, chi mua nguyên vật liệu là 892.000, số dư còn lại là 4.387.000, trừ cho số tiền mua nguyên vật liệu là 892.000 thì sẽ còn lại số tiền là 3.495.000. Rất là may mắn luôn là bếp ăn tình thương tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cô chú mạnh thường quân, đó là anh Hùng Trần hỗ trợ với số tiền là 4.500.000 đồng, chú Trương Phạm hỗ trợ số tiền là 4.000.000 đồng. Thì số dư hiện tại của bếp ăn còn lại là 11.995.000. Dạ, cũng xin thông qua cái phần chi mua nguyên vật liệu 892.000 trong 3 ngày cho các cô chú anh chị và các bạn xem nha. Đây là bữa thứ 2 thì bếp ăn tình thương nấu 70 phần. Dạ, và thứ 3 thì nấu 70 phần, số tiền là 382.000. Dạ, rồi đây là bữa ngày 26 tháng 1 2022 thì tổng số tiền là 210.000, mình nấu cho 50 phần ăn. Tại gần ngày cận Tết rồi, bà con đến nhận cũng rất là ít, cho nên mình nấu ít lại. Dạ. Dạ, thì ngày nghỉ Tết của nhóm thôn nữ miền Tây cho bếp ăn tình thương là từ ngày 27 tháng 1 2022 đến ngày 6 tháng 2 2022, nhằm ngày là 25 tháng 12 2021 đến ngày 6 tháng 1 2022 âm lịch thì bếp ăn tình thương sẽ hoạt động trở lại. Dạ. Nhóm thôn nữ miền Tây thì cũng rất là chân thành và biết ơn các cô chú mạnh thường quân đã đóng góp vào bếp ăn tình thương. Từ tấm lòng của mình thì xin cảm ơn hai mạnh thường quân đã ủng hộ cho bếp ăn, đó là anh Hùng Trần và chú Trương Phạm. Dạ. Xin chúc hai mạnh thường quân luôn luôn có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Dạ, riêng thì một năm mới cũng sắp đến rồi. Xin chúc các cô chú quý mạnh thường quân gần xa cũng các bạn anh chị một năm mới an khang thịnh vượng, vui vẻ và làm ăn phát tài phát lộc cho năm mới. Dạ, xin chân thành cảm ơn. Chào các bạn. Bye bye.